cho này lại ngồi đằng sau đi ba quay cho. Ngồi sau nó đâu cắn được. Sit on the chair. Sao nó không có tấn công được. Lại sit on the chair. Nó vẫn còn phía trước. Đó đúng rồi đó. Rồi. Cái thầy xuống. Cẩn thận nó không trước con nhỏ này nó đâu có biết đâu. Ủa sao giờ nó giống như chết vậy, nó giả bộ hả? Rồi trên này ngồi xuống, ngồi xuống bên kia. Cha thì qua ngồi dưới cây trên này. Cha thì qua ngồi. Cho này làm cho nó sống lại coi. Cái này một chút bỏ nước ngọt cho đây con. Ngồi xuống. Vô cô đây. Hè, đi làm cho nó sống rồi này. Hè nè, nhìn nè. See. Lại đây, ngồi xuống, hai đứa ngồi xuống. Ok. Đem Henry ra thử coi, Henry sợ không? Cái này lại gần má mày kìa. Ok. Nó muốn nữa. Touch it. I can't really touch it. Cho này nhét ngoài. Ngồi xuống. Chạy đi. Rồi ngồi đi. Rồi đụng đi. Trên này đụng đi. Đụng đó. Nó không có cắn đâu sợ. Đụng đi. No, it's okay. Xa vậy con ngồi giống như ca thì xa vậy nó đâu cắn được. Trời ơi. Lại lên. Lại ngồi chúng ca thi kìa. Ba đang quay con che mất rồi. Quay ngồi chúng ca thi kìa. Quay coi tụi bay sợ con này làm sao. Thì ngồi gần đó thôi. Ngồi xuống. Rồi thì làm cho nó sống vậy đi. Lẹ lên. Làm cho nó sống vậy đi. Chân này qua đó coi. You make it moving, chân này. You make it moving, chân này. He. Chân này ngồi xuống. Ba không thấy con. Yeah. Okay. Now. 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 What's wrong with you, Kathy? Okay, no more. Rồi đi rửa nha, bỏ cho nồi nha.
Thôi nè, bỏ xuống này, bỏ đi rửa, tắt à. Cho này ngồi xuống, sợ gì? Làm rớt thì kiến không chắc chết. Vui không? Yeah, so fun. Sợ không? Are you okay? Are you okay? Chơi con ta, are you okay? Nó không biết đâu giờ, nó ok gì. Thôi đem nó luộc đi với mấy con khác đi. Rồi. Thôi chơi đủ rồi nha, bye bye nha. Bye bye cua. Rồi bye bye cua đi, lại lên. Cả này mấy bạn cua đi, trời ơi. Time to eat. Okay. So much fun. Cho đi cầm đi, đó đâu có gì đâu. Thấy không? Bắt đầu hết sợ, bớt sợ rồi. Bắt đầu bớt sợ rồi. Tập cho mấy đứa nhỏ đừng có sợ mấy con này. Không nói nãy về nó làm xong nó sợ quá. Ok. Are you okay? Hỏi con cua nó ok không hả? It's really cái này xuống ai ngồi xuống, đứng nhiều hoài vậy. Slime. Slime. Lại đẩy cái con nó vô nó sợ. Slime. Lẹ lên, tôi lại gần tôi quay không được. Gì? Đẩy vô nó cái coi. Nó không kẹp tôi sao? Không có kẹp đâu, để lẹ, lẹ thiệt lẹ. Wow. Cho đi chiếc kinh. Ăn bóc bỏ rồi, bỏ rồi. Ok, phải rửa nữa. Bỏ nó sàn dơ quá. Xong chưa? Giờ đỡ sợ rồi, nãy làm sùm nó chạy la lối làm sùm. Tôi nhúng nhích nãy nó khoái, lật ngừng cho người ta bò nữa. Lật lại đi. Nó kẹt mẹ em vậy. Nó lật vào đâu? Nó biết mình mắc nó hả? Cua đi ngang. Cua. Cái này nó đi cua. Cua. Cua biển. Thank you so much, crab. Nó đi cua biển. Cua biển. Biển. Con này nó cứ đau con này. Yeah. Mommy. Nó kẹp á. Nó kẹp á. Sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Cái thì nó đi sợ quá nhẹ thôi. Nó đi xạo quá. Nó lùi. Nó lùi. Nó kẹp á, nó kẹp á. Con này bự nè. Are you okay? Nặng quá. Cho này ngồi xuống. Cho này ngồi xuống. Thôi bye bye. Thì bóc đi. Cho này làm cho nó sống vậy coi. Use your hand cho này. Use your hand cho này. Đó, nó hết sợ rồi, bây giờ nó đụng rồi đó. Nãy nó không dám đụng, giờ bắt đầu đụng rồi đó. Giờ bắt đầu đụng rồi đó. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Henry, Henry, Henry.
Suke cho em chơi đi con, có sao đâu. Cho này xuống đây chơi em nè. It got it now. Đi lại gần đi, sợ gì. Ê, cả thầy cô cho nó cắn đi. Phân nửa là làm đàng hoàng. Cắn đi. Nhìn hết sợ rồi, thấy không? Bắt đầu hết sợ rồi. Biết rồi, biết rồi. Thôi, nè. Tắt rồi, bye bye. Nó hết sợ rồi. Tập cho nó đừng sợ. Đằng này còn sợ nè. Đưa đằng này tới đây. Nó không sợ mới ớn. Trên này ngồi xuống làm gì vậy? Anh ơi, anh ở xa quá à. Anh phụ hơn, nó kẹt nhỏ là xong luôn á. Rồi nó lật lại. Again. Again. Thôi. Tí giờ là luộc đó nha. Trên này muốn luộc nó không? Cái đầu vàng rồi ha. Bắt đầu vàng rồi. What's the bug? Why is Kathy like a scaredy cat again? Whoa. Nít nó mới thấy mấy con này nó lạ lạ là nó la. Tập cho nó quen mới muốn nó không la. Đi chợ lần nào vô gặp mấy con này nó cũng la. Lật lại. Whoa. Lật lại. Lật nó lại. Upside down. Lật lại. Yeah. Nó cái đây, cái đây, nó cái đây. Nó cắn áo căng. Nó giả dead rồi. Đây, đây coi nó dead chưa. Xem ra. Yeah. It's not dead nè. Nè. Trời ơi, nó giả chết luôn rồi. Nó không thèm nhúc nhích nữa. Hey. Hàng mắt nó nhắm lại rồi. Nó giải chết rồi. Ê. Thôi bye bye đi, nấu ăn. Coi chừng nó cắn cái Cathy. Cathy. Nó kẹp một cái là nó không có nhả đâu. Oh, it's not dead yet. Sao mà dead được. Thấy không, bắt đầu vàng rồi, bắt đầu vàng rồi. Đã bóc rồi. Ngồi xuống. Nó có làm gì con đâu, đụng tay được mà. Cho này. Nó có làm gì con đâu, đụng tay được mà. Ok thôi, tắt đi. Cái thì bye bye, cái thì. Bye bye. Bye. Ừ. Cho này bye, bye bye. Mày mốt lớn lên cho coi lại ha. Bye. Nha. Bye. Coi sợ làm sao ha. Ok. Nè chụp hình nè, cho này. Nhìn đây. Ngồi xuống. Ok. Ca thầy để chụp tấm cho ca thầy nè. Two days.
nó hết sợ rồi. Thấy không, bây giờ hết sợ ha. How? Stop with the head and Kathy with your chopsticks. Thôi nè, để đi rửa nó đi, rồi luộc nó. Chơi quá nó không thèm nhúc nhích luôn rồi.